Ôi, gia đình em xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê nha. Ôi, chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Nhà thì nay thời tiết bắt đầu trở mùa, cả nhà bắt đầu lạnh rồi. Sáng nay cha mẹ có lên nhà em chơi nha. Thì nay sẽ làm cái món lẩu riêu cua đồng để đãi cho cha mẹ nha cả nhà. Thì đây gia vị đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì bây giờ gia đình em bắt đầu làm nha. Rồi, bây giờ xắt thịt luôn nha. Xắt thịt nha. Đây thì mình có chuẩn bị sẵn là thịt ba rọi nè, với một ít cua cả nhà, với mực nha. Có tôm đúng không ạ? Có tôm. Sáng mẹ đi mua. Còn cái món này thì đặc biệt là không thể nào thiếu cua nha cả nhà. Cua thì rửa sạch, xay ra là để đây cho nó lắng rồi nè. Với một ít thịt bằm nè, gạch cua. Bên đây thì mẹ lật cũng đang lật rau là có gì mà? Cà chua. Cà chua. Mướp. Mướp. Đó có mà mùi tơi. Mộng tơ với bắp Mỹ cả nhà, bắp Mỹ với nấm kim châm nha. Nấm bự bự, nấm kiểu bằng nấm gì không biết luôn. Ăn nhiều mà không biết cái loại nấm gì luôn. Bây giờ thì lật rau rồi cả nhà, chuẩn bị. Bây giờ xắt thịt rồi đó. Cái mai cua thì sẽ nhồi thịt nha cả nhà. Đây nè, lấy một ít mai cua nè. Sẽ nhồi với thịt. Nay cái món này thì ngon mát mẻ. Nay lên nay thời tiết bắt đầu trở lạnh nè. Sáng giờ chạy lên lạnh chưa? Trời ơi, lạnh nó cúm luôn. Trời trời lạnh quá trời luôn. Chứ bắt à. Thì làm nồi lẩu riêu cua đãi cha mẹ nha, ăn cho nó ấm lại. Rau mày lặt xong hết rồi mẹ? Lặt xong hết rồi con ơi. À, giờ vậy mẹ đem đi rửa rau đi. Con đem đồ này lên nấu nha. Rồi, cua thì mình đã lược sạch rồi. Mình bật lên cho nó sôi để mình lược lấy gạch nha. Đây thì mình sẽ bắt lên cái chảo để nấu nước lẩu riêu nha. Vàng này cho thịt vô. Thịt ba rọi vô xào nha nha. Còn ít thịt bằm mình dò cũng hết mình xào luôn. Cho ít nước vô. Rồi trong thời gian chờ đợi cái nồi nước lẩu cua sôi thì mình sẽ xắt. Sôi rồi hả? Dớt gạch ra mà. Sôi rồi con, dớt gạch ra. Gạch này nghe, tô gạch luôn. Sôi quá, giờ thả mai cua vô mẹ. Thả mai cua vô con. Chưa. Mình bỏ vô trong nước. Đây cả nhà, cái phần mai cua đã được chín rồi nha. Mẹ vớt rồi nè. Vớt rồi đó. Nhìn ngon mẹ ha. Mẹ vớt ngon. Xong rồi vớt món cua lẩu đi. Đổ hết cái gạch cua vô luôn. Quá trời gạch cua luôn. Ôi cua dẻ khắc luôn nè. Hành nè. Rồi đem miếng hành ra nè. Rồi cả nhà ơi, vậy là cái nồi lẩu riêu cua đồng em nấu cho cha mẹ em thì đã xong rồi nha cả nhà. Bây giờ thì gia đình em bắt đầu thưởng thức nha. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình em nha. Thôi mời cả nhà thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Không mời ông bà tôi chúa. Đúng rồi. Mời nồi đấy kìa. Giỏi quá. Con chào bà ngoại, con chào ông bà. Cái gì mà gặp cha từ sáng giờ mới chào. Con chào bà đó ăn cơm. Con chào bà con chữ quen mời ông bà nội. Rồi. Cơm mà ăn bà nội ăn cơm. Nội ăn cơm hả? Rồi. Giờ này
cần chào nữa. Rồi, quên đi. Rồi, chào đi rồi. Ờ, gạch cua. Dạ. Cái này mình có kêu là bún riêu cua được không? Muốn kêu gì kêu giờ bún chan đi cua rồi. Lẩu mai cua. Thả mai cho đi vậy. Thả mai cho đi. Tôm mới kìa. Lẩu tôm thả đồng. Cứ còn bớt rồi cái điều quay thả vô cái rồi nó ấy luôn á. Rồi muốn nướng bún đi. Ừ, muốn rồi nướng bún đi. Nướng đi, ăn bún đi, bún đi. Bún bớt đi. Thả mai cho nóng. Ô quá trời gạch luôn à. Chán gạch luôn. Cô gạch luôn mà. Gói ăn bún gì? Gói gì con? Cắt nhỏ nhỏ ra, bún sợ nhỏ. Cô gạch luôn. Bắp đi. Bắp vào cho gấu nè. Nè. Thả tôm với mực vô luôn kìa. Bắp này. Nước nó ngọt quá. Cái này đâu cần hành xương ống đâu anh hả? Cua rồi mà con. Cua rồi. Cua nhiều. Cua. Thả tôm đi. Nhóc phải chơi rồi nó ngọt. Múng múng rồi chán. Ở dưới có gì á? Có nấu ấy quá trời. Rồi ba thịt quá trời, nước nó ít. Mình thấy nó mới ngọt. Cua nữa. Ngọt là ngọt cái cua nữa. Gạch cua. Tỉnh tỉnh không? Hết mệt. Hả mệt không? Hả mệt luôn nha. Ai cái này á mà ai đang buồn ngủ phải. Vừa. Thế thì múc đi, muốn ăn bớt đi người hắn miếng vàng á. Đã vô mới chờ. Nước này nó thơm mùi bắp ha. Ừ, bắp ra ăn ngọt. Ừ. Quá giờ không ngọt. Cái tôm nữa để rồi không bấn nước ra đâu đi. Mình thả rồi. Bấn đâu em? Cái này trời lạnh lạnh nữa ha. Trời lạnh lạnh cái ăn cái này nó nóng, ăn lẩu thì nó nóng ngon ha. Nắp. Nhức nắp. Nhức nắp. Nhức nắp không? Chắc. Chắc chắc. Chắc cái này có ăn đậy quá. Chắc rồi. Chắc còn mờ. Chắc còn ngon quá hả? Gấu ăn mỏ bóc rồi vậy hả? Vậy mẹ Trang hả? Ấy gạch. Cua rồi này giống như là con. Cua là bỏ cái muỗng cuộn gấu ra. Bớt cái muỗng ra. Ngọt nè. Muỗng rồi. Muỗng. Dạ. Cái nước này hơi bắp. Ừ, bắp ngon á. Rồi, các bạn đi con. Ngọt quá ha. Cái nước ngọt quá. Quá trời chắc luôn. Mẹ thấy cái đảo bự gì chứ đổ qua cái nồi nữa cái vừa luôn à. Mà thấy còn cái chảo bự gì mà đổ qua cái... Tại cái chảo nó bày à, thôi. Cho nó đậu ở nhiều nước đâu. Nước quá thương, nước nó ngon. Này chín rồi. Chín rồi. Thả vô cho nóng hả? Chín rồi. Lâu lắm mà. Mau lắm. Cái này dễ nấu mà không? Béo. Ừ, lấy cái cho rượu mai cua đi. Bỏ qua chén nó nha. Không, cái đó thịt ngon lắm, thịt bằm lắm. Nè, ăn thử đi. Ôi. Cái không à? Ừ, ngon quá. Cái gà chua. À. Ngon. Ngon. Ừ. Nước mẹ cho mẹ cho con. Ừ. Mài chắc có gỡ mình ra. Béo mài. Nha cứng quá. Cho gạch cua cho gấu ăn. Người gấu có gạch hả? Gạch gà quay quay nó gà 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 nó gà. Ăn đi con, ngồi đấy cho. Nè, tôm chín này nè. Dạ, mua nó nè. Tôm. Đây. Ăn không, tôm không? Mai cua hả? Sao? Hai bà cháu ngồi gặt cua không? Ngọc vậy mà nó... Nó khiều gặt trong bụng quá trơn đúng không? Nó biết... Mẹ là cái mình. Nó biết khiều luôn hả? Ừ. Thiều gà trong cái mình cua, mình nuôi cua. Ngọc đây nhờ được rồi. Nóng dữ đó. Ngọc này... Chính là ai? Ngọc này là làm gì kêu Ngọc làm được rồi đó. Kêu phụ tiếp được rồi. Rồi phải tìm. No. Em ăn gì hả? Cà chua hả? Cà chua cho đẹp da hả? Ăn cà chua.
rất là ngon. Ơi. Nước này nướng ngon quá. Ừ, con đi con. Tôm này con đen đen đó. Tôm á? Ngon. Tôm tươi mà, tôm sống. Tôm này nó ở trong cái này nó ở trong cá lóc á, rồi là cá lóc mà ở trong vuông đó. Nhìn nó đen đúng không? Tôm này chắc ở trong vuông quá. Nó không được ấy như mọi khi. Bo sài. Ăn đi con. Ăn cho quay nè. Bớt đây, bớt này. Ngon quá. Ừ. Ngon quá. Ừ. Mày vừa ăn thích ăn đúng không? Hôm nay không thích ăn. Mẹ với Ngọc, con ấy mần thì bỏ cho là cái chừng như vậy đó. Mẹ lấy cái mua đi nhiều thịt. Cái nắp lại hả? Còn, ừ, lấy cái mua lại là nhiều thịt, nhiều thịt vô. Mẹ định bỏ cái nắp đi hả? Mày bỏ hả? Xem nó bỏ đó. Tí nữa bỏ là xong luôn, mắc luôn cái món này. Quan trọng nhất là cái mai cua. Mần vừa xong rồi, người cái nó mua thịt gì tới. Hôm nay cho chuyện con. Con để đi sao quá mẹ bướm tới. Đó đi, đó đi là gà gón cho quay nè, nè, ngồi đó. Cầm nắm bấm rồi. Đi, anh đây cho quay, cầm tôm anh đi. Đây. Đi. Wow. Giỏi vậy. Wow. Em nghe đậu mùi tươi ngon rồi. Bị chín rồi con. Bị chín rồi con. Thịt của mèo. Thịt của mèo luôn. Ờ ăn đi. Cái này mà có được bún con nhỏ ăn là hợp nhất. Mẹ, mẹ mẹ. Ủa con có thích bún con nhỏ hả? Ừ. Mẹ con nhỏ ăn là hợp nhất. Cái này làm cái muỗng được nữa, thấy không? Lẩu là ăn bún con nhỏ hợp. Bún con nhỏ này chịu. Ăn nó ngon hơn. Đi ăn cũng nhiều hơn cái gì cứ nhỏ mà chịu dễ ăn à. Con nhỏ thì mẹ nước nó đúng bài luôn. Đúng bài luôn rồi đó, đúng bài nha coi, đúng bài nha coi nè, ăn đi. Tôm nè. Nước này mà bán cái bún gì luôn. Bún gì cua. Lỗ chết luôn. Rồi, để nha. Cá ký cua mà có nhiều nước. Nhớ ăn bún hay cua là lỗ chết luôn. Ăn dữ lắm luôn. Đúng bài luôn. Không hợp con hả? Thế là nó nói là hổ ăn với cái món này không hợp. Đó. Lẩu riêu cua đồng này không hợp. Không hợp thiệt. Chắc là không hợp thiệt. Dạ. Bắp không hợp thiệt luôn á. Bắp không hợp thiệt á. Gấu ăn nãy giờ mấy miếng bắp rồi. Hai hả? Ăn nó ngon quá mà không hợp hả? Đậu hành không ăn hả? Quên. Quá là nhiều thứ đâu, quên. Nhiều món quá. Ăn chưa tới nó. Quên nó luôn. Cháy. Bây giờ cho chuyển qua làm chén cơm nè. Chuyển làm cơm cái đi. Ăn gì ăn không bằng cơm. Ăn cơm cho. Cơm chắc bụng ha. Cơm chắc bụng lắm. Đây cả nhà ơi, bây giờ gia đình em nay cũng ăn được hơn nửa nồi lẩu rồi nha. Giờ chắc em xin kết thúc video tại đây nha, để gia đình ăn nốt cái phần còn lại nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video đến giây phút này nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho em xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye. Bye.